Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và Cuộc Sống Ở Nhật. Thì mọi người ơi, sau lưng nhà Quỳnh đây là nguyên một cái dàn cà chua. Thì không biết mọi người còn nhớ là cái video đợt trước mà Quỳnh có chia sẻ với mọi người là cái cách mà Quỳnh hả là làm cái dàn cà chua như thế nào á, thì Quỳnh có chia sẻ với mọi người á. Thì hôm nay sau mấy tuần, cái dàn cà chua của Quỳnh nó lớn thiệt là nhanh luôn. Và hôm nay sẽ quay sơ cho mọi người xem những cái trái cà chua nó lên. Trời ơi, nó xanh mà nó ngon mà nó nhiều, nó đùng, nó đeo lủng lẳng như mấy con heo con, rất là ngon và rất là dễ thương luôn. Giờ quay cho mọi người xem nha. Đây đây, mọi người thấy không? Ở đây lá nó hơi nhiều đó mọi người. Cái này hay còn gọi là cà chua cháy cháy tròn bự của nhà Quỳnh nha. Trời ơi đã rồi mọi người. Nó ngon ghê gớm luôn. Bên đây nữa nè. Đây 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 đây. Đó, mọi người thấy nằm dưới không? Đó, cả nguyên một cái chùm này nè. Rất là ngon rồi mọi người. Một chùm gì nha. Đó, đây. Một chùm như vậy mà nó đu đâu toàn tán đây nè. Tổng cộng là 5 trái luôn mọi người. Hy vọng là nó sẽ đậu hết 5 trái luôn nha. Đó mọi người thấy bây giờ á, nguyên cái dàn cà chua này của nhà Quỳnh nè à. Đó. Trời ơi, Quỳnh phải nói với mọi người á, nó lá bao la luôn. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì Quỳnh vẫn chưa mà hả tỉa lá, là bởi vì á, Quỳnh đợi cho nó lớn một chút xíu nữa Quỳnh tỉa nha. Mọi người thấy nè, trái dưới đây nè mọi người. Đây nè, nó đu thấy mê mọi người. Còn nè. Đó, cái này là cà chua trái lớn nha mọi người. Trái lớn nha. Trời, nó đu thấy thương lắm mọi người. Không biết mọi người có thích cà chua không, chứ mà Quỳnh trồng cà chua mới lên trái Quỳnh mê lắm nha. Đây nè. Đấy nè, đó. Mình thấy không? Thấy thương nghe không? Quá dễ thương rồi mọi người ơi. Còn bên đây. Bên đây á thì là đây 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 đây. Bên đây á thì là cà chua bi nha, cà chua bi. Bên này nè, ở trên Đây. Đó. Ở trên đây nè, một nhánh nha mọi người. Đây là cái nhánh của nó nha. Mà nó chẻ ra làm tới 3 chùm luôn. Mọi người thấy hả, nguyên một cái dàn cà chua bi của Quỳnh nó mà mốt nó lên là mọi người thấy mê luôn. Đó, ở trên đó nè mọi người. Ở trên đây luôn nè. Đó, ở trên. Quay cho mọi người coi ở trên. Bông nó lên thấy thương lắm mọi người. Và hôm nay nó cao. Nó cao hơn 1,5 m là cao hơn đầu Quỳnh luôn rồi. Nó cao hơn đầu Quỳnh luôn rồi. Hôm nay nó lớn lớn rất là nhanh luôn. Và nãy giờ đi quay sơ cho mọi người xem cái dàn cà chua của nhà Quỳnh rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là mình đi thu hoạch những loại rau củ quả của ngày hôm nay nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi hái dâu tầm trước nha mọi người. Hái trái cây ăn trước nha. Đây, Quỳnh sẽ quay sơ cái cây dâu tầm từ ở dưới lên trên cho mọi người xem nha. Cây dâu tầm nhà Quỳnh năm nay á thì nó bị mất mùa nha mọi người. Nó chỉ có là một ít trái như thế này thôi. Rồi bây giờ thì mình cũng sẽ kiếm thử coi có dâu tầm không nha. Đây đây mọi người ơi. Đó, mấy cái trái nhỏ nhỏ vậy nè. Đây nè, là mình ăn được rồi nha. Lên trên đó coi. Đây, lên trên bên này, bên này, bên này. Đó, mọi người thấy không? Trời ơi, dạch ra mọi người ơi. Nguyên một ổ kiến trong đây luôn, mọi người biết là nó ngọt cỡ nào nè, mọi người thấy nguyên ổ kiến không? Đó, nguyên một ổ kiến ở trong luôn, quá trời kiến luôn mọi người. Trời ơi, kiến nó rụng, kiến nó rơi rụng xuống mọi người. Kiến này cho nó cắn chắc cũng đau dữ à. Năm nay kiến ghê luôn mọi người, nguyên một ổ kiến luôn nè. Đó, cái này thì dâu tầm này ở Nhật thì hả người ta cũng không có chuộng cho lắm mọi người. Mà hả Quỳnh thích đó, cho nên Quỳnh mới mua về Quỳnh trồng. Chứ thật sự ở Nhật người ta không có chuộng dâu này. Dâu này hầu như ở trong siêu thị Quỳnh thấy nó cũng có bán mọi người. Cái này là phải nói hả, hái là cưng như trứng mà hứng như bông nha mọi người biết sao. Nó chín quá rồi đó là bắt đầu hả là mình bóc á, nó dễ bị gọi là sao ta, dễ bị vỡ ra nha. Cho nên hả Quỳnh mới nói với mọi người là hả hái nó là cưng như trứng mà hứng như bông là vậy đó. Đó, sơ sơ thôi nha mọi người. Đây, sơ sơ thôi là Quỳnh được như đây nè. Ầm len lỏi trong đây nè mọi người. Đó, mình hái xong thần chút mình sẽ ăn thử nha. Có mấy con kiến trong này đó mọi người. Bởi vậy đang lỏi. Nó chín mà bữa giờ đó là Quỳnh không hái nè. Quỳnh lười đó mọi người. Bởi vậy giờ hả có nhiều trái hả nó cũng rụng mất tiêu. Với lại năm nay Quỳnh không biết là nó bị cái gì. Mà hả dâu tầm của Quỳnh á, khi mà Quỳnh trồng lên xong mọi người thấy đây nè. Nó sẽ bị trắng như vậy mọi người, nó cứng, nó cứng ngắc luôn mọi người, nó giống như là bị lão quá mọi người, bị lão quá hay bị cái gì không biết nữa, mà sao nó cứng ngắc luôn mọi người, không ăn được luôn. Bởi vậy Quỳnh mới nói năm nay nó bị mất mùa là vậy đó mọi người, không biết nó bị cái gì nữa mà năm nay nó bị cây này bị nhiều ghê, không biết có phải là do nó bị bệnh hay không nữa. Sao mọi người biết, mọi người chỉ cho Quỳnh nha mọi người, sao mà nó năm nay nó bị hư dữ người ta. Đó, Quỳnh hái sơ sơ là được. Thêm vô đây nó nhà rồi rụng 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 mọi người. Rồi, có nhiêu đây thôi mọi người. Năm nay nó bị thoái quá hết trơn. Bây giờ mình sẽ quên kia ha. Tiếp theo
thì mình sẽ hái dâu tây nha mọi người. Phía bên đây của Quỳnh á, là Quỳnh có dâu tây mà là dâu tây bạch tuyết nha. Bây giờ Quỳnh sẽ kiếm thử coi, ở đây có một trái nè mọi người. Ôi ôi, trái này mọi người ơi, trái này bị hư mất tiêu rồi mọi người. Trời ơi sao mà hư mất tiêu không biết nữa nè. Đây coi, ở đây thì là có một trái nè. Trái này cũng được nè mọi người. Đâu vô trong coi nha. Đây 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 đây. Đây mọi người thấy trái nằm trong không? Đây. Ui ui nè mọi người, trái này ăn được rồi nè. Trái này mà ở ngoài mà nó bị nó màu đỏ đỏ như thế này. Nó đỏ đỏ như thế này nè là mình ăn được rồi nha. Rồi mình đi xuống dưới nè mọi người. Đây ở dưới nữa nè. Đó. Ở dưới đây con trái nè. Dâu tây bạch tuyết nha mọi người. Đây, thêm nữa nha. Ở Việt Nam mình bây giờ chắc cũng trồng được cái loại dâu này rồi mọi người ơi. Nó dướng. Nó dướng. Đó, dâu tây bạch tuyết. Ở đây thì có một trái mà nó còn trắng quá mọi người ơi. À, trên đây còn trái nè mọi người. Trên đây còn trái. Nhỏ xíu á. Trái này nó bị cái con gì nó cắn mất tiêu mọi người, lủng nguyên một lỗ luôn nè mọi người thấy không? Đây. Lủng nguyên lỗ luôn. Đây, dưới đây thì có con trái dễ thương quá mọi người. Siêu xinh luôn nè, đó. Nó đỏ được xíu. Nó đỏ được chút xíu nha. Rồi, bây giờ thì Quỳnh sẽ ra tới đây. Ở đây hay còn gọi là cây mâm xôi đỏ nhà Quỳnh nha. Tại vì cái vườn nhà Quỳnh, anh xã Quỳnh đó là hả tận dụng để mà mua chiếc xe tải về để. Cho nên là bây giờ không có chỗ để cái cây này để sát trong hàng rào luôn mọi người. Cho nên là cái chỗ này nó cũng hơi hơi gọi là bị thiếu nắng nha. Nhưng mà được cái thì nó cũng phát triển rất rất là tốt luôn. Cho nên phải nói là trộm vía, trộm vía, trộm vía có ăn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình hái nha mọi người ơi. Đây đây đây. Mọi người thấy không nè? Đó. Đây. Nó đỏ lè, đỏ lét luôn đúng không? Đỏ lè, đỏ lét luôn. Đó. Hôm nay là mình chắc mình cũng thu hoạch được ít nha. Hồi nãy là đi ra tưới cây là cũng đứng lụm hết một mớ rồi. Là bởi vì nói thôi hôm nay ít quá. À, mà quay video cái gì xong cái Quỳnh nói thôi hôm nay mà mình không hái mấy cái kia là nó cũng hư nữa cho nên Quỳnh nói thôi thôi hái luôn cho rồi. Cái này á, thì hả nó nhỏ 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 nhưng mà hả nó hơi đỏ đỏ thì mình để nó ngày mai nó cũng chín nha mọi người. Đây nè, đã quá trời đã mọi người. Một cây này mình trồng mấy năm mình ăn ăn hoài năm này qua năm nọ mọi người. Cái này là bên Việt Nam mắc lắm nha, không có rẻ nha mọi người. Đây nè, hái nó giờ đứng như đây nè mọi người. Đấy nghe không? Đấy nè, đây 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 đây. Trời ơi. Phải nói là nó ngọt nước cây luôn mọi người ơi. Cái rổ nãy giờ mình hái nha mọi người đây. Đây gồm có dâu tằm, dâu tây với mâm xôi. Ôi hôm nay hơi gió nha. Đây. Trái quá trời trái mọi người mê luôn. Không ăn là hả nó rụng nha mọi người. Mình để sát rạc trong đây con chim nó cũng thấy lại nó ăn, con chim nó cũng thấy lại ăn. Cũng may nha mọi người, cái cây này không biết sao mà con quạ nó mê mọi người. Con quạ nó mê dâu tây mọi người, mà hả trái dâu tây màu đỏ là lại đớp liền, trái dâu tây màu đỏ là lại đớp liền. Mà mấy bữa nay là dâu tây đỏ đó nha, là quỳnh canh là quỳnh ra quỳnh hái hết. Trời ơi, trái này chín mọng nè mọi người, trái này chín mọng luôn nè. Dâu tây đỏ là hả nó hả quỳnh canh là quỳnh ra quỳnh đớp hết, bởi vậy nó đâu còn đâu mà ăn, nó muốn ăn cũng đâu có. Nó muốn ăn cũng đâu còn. Có mấy trái nè mọi người, nó hường hường á thì mình để lại nha. Nó hường hường vậy nè, nó nửa nửa đỏ hoặc là nửa nửa trắng thì mình để lại. Biết con nhện nó làm gì thích chỗ này ghê mọi người, quá trời màng nhện chỗ này luôn. Đây nè, thôi thôi mới vậy hay là được thêm miếng nè mọi người, đã ghê không. Cái khúc trên đây á, thì nó hơi cao cho nên nó là hả Quỳnh phải đưa cái tay vô để Quỳnh hái nè. Đó Quỳnh giỡn cho mọi người xem. Đã ghê mọi người. Đã nè. Cái này là phải hái một tay, không có người cầm nè mọi người. Những cái này thì cao quá mọi người sẽ không thấy này nè. Đó, kéo ra. Ê. Kéo ra. Hì. Đó. Ở trên. Cái cây này nha mọi người, nó được cái nó ngon mà nó được mà nó bị cái là nhìn mọi người biết không? Nó gai á mọi người. Mình hái không cẩn thận á trời ơi, nó đâm. Nó đâm đau lắm nha mọi người, cái gai của nó y như gai hoa hồng luôn á mọi người ơi. Đây nè. Đây xong sẽ cho mọi người coi cái lá này nè, mọi người thấy cái thân không? Đây. Cái thân nè. Đó mọi người thấy cái thân ở trong không? Gai vô địch luôn. Gai mà phải nói là gai mà hả nhọn như là gai hoa hồng luôn á. Nó đâm vô là tao nói hả nó giống như là gọi là mình bị sốc dầm á mọi người. Là hả là nó tấy lên.
y như vậy luôn á. Đường ít nữa, ở trên chứ mình cũng đường ít. Ây da, phía bên đây thì đường bên đây nè. Rồi nãy giờ Quỳnh ăn á, Quỳnh đứng đây hả, Quỳnh đi tới cây á, mà Quỳnh ăn á cũng mười mấy 20 trái rồi đó mọi người, mà giờ nó vẫn còn á. Quỳnh mà để qua ngày hôm sau hoặc mấy bữa nữa mà Quỳnh làm video là mấy cái này nó rụng hết, nó phí nữa mọi người. Bởi vậy người ta mới nói người ăn không hết kẻ lần không ra. Mà mọi người biết đó, nó hay bị đó, là bị gì mà Quỳnh là lười không? Bởi vì nhiều lúc đó, rau củ quả nhà Quỳnh nó ít quá, cái làm video không đủ 10 phút thì lại không có được bao nhiêu. Trời ơi, nó rớt đâu rồi. Làm video không được 10 phút đó thì hả, không có người xem nhiều đó mọi người, tương tác không có đó. Cho nên nhiều lúc Quỳnh cũng làm biến nhiều lúc mình cũng làm biến đó mọi người. Cho nên làm video nào mà khoảng chừng á hả, khoảng chừng 10 phút hoặc mười mấy phút đó thì hả, nó có lượng tương tác thì nó rớt nữa rồi mọi người. Quá trời nằm trong nè. Khúc này ngon nè mọi người, thấy đã ghê không? Đây 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 đây. Nhiều lúc Quỳnh hái cái này bị sót nè, cái xong mọi người coi video của Quỳnh, mọi người nói tôi coi mà tôi tức giùm bà Quỳnh ghê chăng, tôi làm sao mà tôi kêu bà được, tôi làm sao mà tôi kêu bà còn sót cái này cái kia, chỗ này chỗ kia xưa làm sao tôi kêu bà được. Giờ dạ, bà để vài bữa nữa, bà để vài bữa nữa nó hư nó rụng. Đọc mấy cái comment của mọi người hả, comment cho Quỳnh thấy nó dễ thương ơi là dễ thương, dễ thương ơi là dễ thương. Ai à, hôm nay là mình được vô đây nha, sẵn tiện quay khoe với mọi người luôn ở đây nha. Đúng mọi người, hoa này hoa gì à, cái này á mọi người ơi, đây cái này á là hay gọi là trái lựu nha, cái này gọi là cái trái lựu mà Quỳnh trồng. Cái cây lựu này á là 3 năm rồi, từ lúc mà Quỳnh chuyển nhà đến đây mọi người biết hả, hôm nay năm nay nè nó ra hoa mọi người ơi, nó ra hoa cái chùm chùm trên đây luôn. Hy vọng là năm nay Quỳnh có rượu Quỳnh ăn nha mọi người, bông nụ quá trời luôn nè mọi người, thấy không mọi người, đây nè trên đây nè quá trời luôn mọi người, nó nở dưới nữa nè, trời ơi thấy mê luôn mọi người, rất là đẹp luôn. Hy vọng là năm nay Quỳnh có lựu Quỳnh ăn mọi người. Thích mọi người. Sau khi mà Quỳnh thu hoạch trái cây xong thì phía này ở đây Quỳnh cho mọi người xem là ở đây là Quỳnh có là củ cải tròn nha, hôm nay thì nó đến lứa thu hoạch rồi mọi người, đã dở cho mọi người xem nè. Đó mọi người thấy cái củ của nó nè, màu trắng nè mọi người, ăn được rồi nha, ăn được rồi nha. Để Quỳnh về cái đây để quay cho mọi người dễ coi nha. Đây dở tới củ này nha mọi người đó, tại vì là bây giờ nó cũng bắt đầu là hả vô mùa hè rồi, mà bây giờ nó nóng quá là nó không có lên được nữa đó mọi người, cho nên là bắt buộc phải thu hoạch, với lại không là nó sẽ lên ngọng hết nha. Đó ngon ghê nha mọi người. Có củ này nó bị dị dạng mọi người, củ này bị dị dạng, có củ thì nó lên, có củ thì nó bị gọi là hả bị dị dạng quá, trời củ này bự không mọi người. Đấy không? Dỡn cái lên cái một của mọi người. Thấy thương, thấy thương. Quỳnh còn thêm một chậu bên đây nữa nè. Chậu bên đây á, thì Quỳnh có là 3 củ à. Đó, được như này nữa. Thích lắm mọi người, cái củ này ăn nó ngon lắm mọi người. Đó. Được thêm mớ này nữa, chút mình vô mình sẽ đi rửa nó. Thì nhìn nó mới sạch, nhìn nó mới hấp dẫn nha mọi người. Phía trong đây thì Quỳnh có cái vàng dưa leo á, mà vàng dưa leo phải nói là ối giời ơi cái vàng dưa leo luôn. Tại sao vậy? Bởi vì nó toàn là cái quăng với quẹo với bị thương tật không, cho nên hôm nay là mình bắt buộc là mình phải bẻ luôn đó mọi người, để cho nó lên những cái trái to khỏe nhất nha. Đầu tiên là cái trái trên đây nè mọi người thấy không, nó quăng quăng quẹo quẹo vậy nè, cho nên mình sẽ bẻ luôn nè. Đó còn trái này thì nó cũng quăng quăng quẹo quẹo gì luôn, mình bẻ luôn để ở trên nó cho nó ra cái trái thẳng thẳng đẹp đẹp hơn. Ở trên thì nó là trái non nhiều lắm mọi người. Rồi sau đó thì sẽ ở trái ở dưới luôn, là người ta coi trái dưới nè, trời ơi coi cái đầu của nó mọi người. Năm nay dưa leo nó ngộ với ta, nó bị cái gì vậy mọi người, thôi rớt luôn. Trời ơi trái dưa leo nè mọi người, đây trái dưa leo. Nhìn nó như cái móc câu luôn mọi người, nhìn nó như cái móc câu luôn. Ở bên Việt Nam mình người ta hay nói là người ta hay đi tỉa là hả dưa leo đèo hay là khổ qua đèo là vậy đó mọi người. Đây trái này cũng y chang luôn, trái này thì ok nè mọi người, trái này thì ok đẹp nha, cho nên đó là lý do mình để. Rồi thêm trái này nè, trái này thì gọi là được nè, nhưng mà nó cũng hơi hơi gọi là bị cong cong quẹo quẹo nha. Đây trái này, trái này được gọi là chuẩn để thu hoạch được, đúng con trái này được gọi là ngon, nhưng mà không biết là hả đạt chuẩn chưa, nhưng mà theo Quỳnh là cũng không có được đạt chuẩn luôn mọi người. Vàng dưa leo nãy giờ hái nè,
tao nói công công quẹo quẹo quá trời quá đất luôn, chỉ được đúng con trái mà ngài. Cái vàng này bữa giờ có 3 cây mà Quỳnh ăn tổng cộng bữa giờ được 6-7 trái rồi đó. Rồi bây giờ sẽ đưa mọi người đi qua hái một loại rau với Quỳnh, hay còn gọi là rau kim cương nha. Đây, mọi người nhìn kỹ nè, ở dưới cái chỗ phần lá của nó nha mọi người. Phần mà hả, mặt này mặt ra, mặt phải nè, mặt này mặt trái nè, mặt sau lá nha. Thì phần mặt sau lá cũng như là phần thân thì nó có rất nhiều những cái hạt này nó đóng y như là những cái giọt nước nha mọi người. Phía bên này mọi người thấy không? Y như là những cái giọt nước luôn. Cho nên nó là hả người ta mới gọi là rau kim cương nha mọi người. Bên đây cũng vậy nè. Đó, nó đóng rất rất là nhiều luôn. Và rau này được mệnh danh là ăn rất là tốt cho sức khỏe nha. Cái cây này á, đặc biệt là nó không có chịu nước nhiều mọi người, nó bị úng á mọi người. Nó không có chịu nước nhiều đâu nha. Nước vừa phải thôi, nước tưới nhiều quá là nó úng hết trơn à. Cho dù hả mọi người có để cho nó thoát nước cỡ nào nó cũng bị úng hư hết à. Mình bẻ hết những cái lá hư hư đi. Bên đây nè. Hôm nay phải nói lỡ lên tươi tốt lắm mọi người ơi. Đó. Mấy cái lá mà già già vậy á là mình sẽ bẻ bỏ nha. Mình hái những cái lá non non vậy nè. Đó, đã lắm mọi người ơi. Đây. Đó. Mình cắt ngang cái mình chừa cho nó những cái mắt của mọi người, nó sẽ lên tiếp nha. Đây, cây nó tốt quá trời nè. Đó. Mình chừa những cái mắt lá nó lên tiếp rồi. Trời ơi, nó tốt mọi người. Bữa giờ hôm nay mới thu hoạch được đầu tiên đó. À, trong những cái mắt lá nó lên nữa không người, cắt hết đấy nè. Đó, đây tiếp nè, đây điển hình là cây này mọi người thấy không, nó ra cái mắt nhỏ nè, lại lên nữa nha, quá nhiều luôn, đây luôn đó. Cái bụi artiso này của nhà Quỳnh á, nó nằm ở trong gốc kẹt luôn nha mọi người. Đây, đầu tiên mình sẽ hái cái cái cây ở trong cùng trước nha mọi người. Đây, cây này biết mọi người thấy không ta? Đây. Ây da, trời ơi, nó gai lắm nha mọi người, nó gai lắm nha. Cho nên nó là hả Quỳnh nó là hả phải cẩn thận với nó không là nó đâm cho thấy má luôn mọi người. Rồi mình sẽ cắt nha. Đó, đây mọi người sẽ coi nãy gai của nó nè. Trời ơi, gai của nó mà, thấy không? Ây da, gai nhiều lắm nha mọi người, gai nhiều lắm. Cái hoa artiso này thì hoa artiso tím nha. Tưới của nó có những cái hoa tiso nhỏ nhỏ gì nào Quỳnh thấy mấy năm trước Quỳnh để á, thì nó cũng không có phát triển mọi người. Nhưng mà thôi để đi chứ giờ đã cắt vô cũng chẳng có ăn được. Đó, mình cắt cái cây này. Đây, artiso tím. Rồi. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua kia mình hái tiếp artiso màu xanh nha. Nhà Quỳnh trồng tới hai loại luôn đó mọi người. Artiso xanh của Quỳnh thì nó nằm tuốt trong đây nha. Đây, artiso này của Quỳnh ở bên đây là artiso màu xanh nha. Và artiso màu xanh này được một cái nha mọi người, nó rất là dễ thương là bởi vì trên người nó không có một miếng gai nào hết. Còn artiso tím, trời ơi nó gai khủng khiếp mọi người ơi, mình cắt đây. Đó, một cái cây artiso xanh. Cắt luôn cái gì đây. Wow, đây đã chưa mọi người ơi, quá sẽ đã luôn. Hôm nay thì Quỳnh thu hoạch được là một ít dưa leo, một ít rau kim cương, cũng như là một ít là củ cải cà bư, củ cải tròn. Còn cái này là artiso tím cũng như là artiso xanh. Bên đây thì là dâu bạch tuyết, dâu tằm và mâm xôi. Đây là toàn bộ cái mẹt mà nãy giờ Quỳnh với mọi người vừa mới đi thu hoạch được nha. Thầy à, mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like share kênh YouTube của Quỳnh, cũng như ủng hộ cái trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh nữa nha. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.